Men lưu chấn động nhất MXH hôm nay, xét về độ siêu to khổng lồ thì đúng là không đâu bằng. Quán làm menu thế này thì khách cười mệt mất. Menu, thực đơn là thứ mà bất kỳ hàng quán ăn uống nào cũng đều phải có, dù đơn giản hay phức tạp. Ngày nay, người ta cũng đã chăm chút nhiều hơn cho menu khi thuê làm sao cho dễ nhìn, đẹp mắt, đôi khi còn cần có chút sáng tạo để gây ấn tượng với khách hàng. Như mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ chiếc menu vô cùng đặc biệt của một hàng ăn khiến cho người xem ai cũng bật cười vì thích thú. Chuyện là khi vừa tới quán, cô nàng có kêu nhân viên cho mình mượn chiếc menu. Đáp ứng ngay yêu cầu này, nhân viên lập tức mang ra. Và nhìn kìa, nhìn chiếc menu đi, quá sức tưởng tượng. Chiếc menu siêu to khổng lồ được gắn luôn vào mặt bàn. Không chỉ cô gái trong clip mà các cư dân mạng ai cũng phải tròn mắt. Nhưng sau đó, dân tình lại bật cười thích thú vì điều này. Quán này quá là vui tính đi, bó tay ông nào nghĩ ra cái menu này. Sáng tạo ghê, thế này tiện cho khách quá. Bên cạnh đó, nhiều người lại thắc mắc ngược rằng, giả sử khách đang ăn, đồ ăn che hết mặt bàn mà muốn gọi thêm thì phải làm sao? Có lẽ sẽ được mang thêm một chiếc bàn mới chăng? Nguồn TikTok. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.